giữa trung tâm Paris, ở góc đường Petit Champ và Vivien, bên cạnh các điểm di tích như Vườn Hoàng gia Palais, Thư viện Quốc gia Pháp và cách đó không xa là nhà hát Opéra Garnier. Một góc nhỏ mang hương vị Hà Nội và ẩm thực của Việt Nam đang kể những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người tới bạn bè nước ngoài. Người đang thổi hồn cho nét ẩm thực đó là chị Nguyễn Thanh Phương, một cô gái Hà Nội bằng niềm đam mê ẩm thực đã đưa thực khách trở về với những ký ức. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, những năm tháng thanh xuân, Nguyễn Thanh Phương dành đam mê cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Học chuyên ngành đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, sau 2 năm, cơ duyên đã đưa chị đến với Paris Hoa Lệ để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đi đến cùng với nghệ thuật điện ảnh. Nhưng rồi, niềm đam mê ấy được gác lại. Trải qua nhiều công việc cho tới khi bản thân thấy đủ, chị tìm cách gửi gắm nó qua ẩm thực. Và cốm Resto Việt đã được ra đời. Mình là một người con của Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở đó. Mình có một phần tuổi trẻ của mình ở đó. Và khi mà mình sống ở bên này thì lúc đấy là mình cũng vừa mới lớn thôi. Đối với mình, Hà Nội nó là tình yêu thứ nhất, Paris là tình yêu thứ hai. Tình yêu đầu thì bao giờ nó cũng rất là đẹp và mình luôn luôn giữ những cái kỷ niệm đẹp đấy. Đối với mình, mỗi món ăn ấy, nó không phải là chỉ để gọi là để no bụng nữa. Nó còn phải là no con mắt và ngoài no con mắt ra, nó còn phải là cả tâm hồn nữa. Cho nên là mình bắt đầu mình tìm kiếm những cái gọi là mình đặt tên theo cái tên của phim. Rồi mình giải thích khi mà mọi người tò mò. Tại sao nó lại tên như vậy nhờ? Tại sao nó lại khó hiểu thế nhỉ? Rất là vui khi mình muốn truyền cảm hứng đến mọi người. Không chỉ là một địa chỉ để tôn vinh ẩm thực Việt, cốm còn là một hành trình văn hóa đưa hương vị quê hương tràn vào từng ngóc ngách của Paris. Ngay từ cái tên cốm, món ăn tinh túy đặc sản của thủ đô đã làm nổi bật bức tranh văn hóa Việt Nam giữa lòng nước Pháp. Chúng tôi đi du lịch đến đây và lựa chọn ẩm thực Việt. Mọi người ở đây rất thân thiện. Các bạn cho tôi được thưởng thức món ăn Việt rất ngon. Tôi mới ăn món phở ngày hôm nay. Tôi chưa từng được nếm thử món này bao giờ và cả nem rán nữa. Tôi rất thích nem. Các món ăn Việt Nam thật là ngon. Từng góc tại cốm đều mang tới một hơi thở rất Hà Nội. Từ những bức tranh vẽ trên tường tới từng món đồ trang trí, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp rất Việt Nam. Để trang trí tạo không gian rất riêng cho cốm, chị Phương và người bạn đã cùng nhau lên ý tưởng, đích thân cầm cọ vẽ những hình ảnh rất đặc trưng như hoa sen, bông lúa, dãy phố cổ Hà Nội. Tất cả những họa tiết đường nét vẽ hòa quyện, gói trọn bức tranh một Việt Nam thu nhỏ giữa Paris. Tôi cảm thấy là những cái hương vị rất là gần gũi với cả những cái món ăn ở Hà Nội. Có em mỗi một món ăn ở cốm đằng sau thì đều có một cái câu chuyện, một cái lịch sử rất là gần gũi, cũng như điều quan trọng nhất ở đây là không chỉ giới thiệu về ẩm thực Việt Nam cho toàn bạn bè thế giới mà sau ẩm thực là đều là cả cái câu chuyện của đất nước, dân gian và văn hóa Việt Nam. Tôi cảm thấy rất là tự hào. Không chỉ cầu kỳ trong từng món ăn, chị Phương còn chỉn chu trong khâu lựa chọn nguyên liệu. Hàng ngày, chị ra chợ lựa chọn từng loại rau củ quả đảm bảo nguyên liệu tươi ngon. Sau đó đích thân đứng bếp chế biến, nêm nếm từng món ăn. Đằng sau mỗi món ăn là tình cảm, lòng nhiệt thành, sự tận tâm sáng tạo của chị dành cho các thực khách khám phá ẩm thực Việt. Tôi là người Pháp, mang hai dòng máu mẹ người Italia và bố người Việt. Ở nhà, mẹ tôi mới là người nấu món Việt. Bà nội tôi dạy mẹ tôi và tôi nấu. Đó là cách truyền thụ lại văn hóa Việt Nam trong gia đình tôi. Vì thế, khi đến cốm, tôi tìm thấy hương vị thân quen như ở nhà. Thật sự, nó như một thứ hoài niệm mỗi lần tôi thưởng thức phở, hương vị của tuổi thơ, bởi tôi lớn lên cùng nó. Món chè trôi nước nữa, rất ngon, nên về nhà tôi đã bảo bà tôi dạy lại cho tôi.
Mỗi khi tới đây, tôi thường gọi phở bò. Cốm rất đặc biệt bởi vì nơi đây luôn khiến tôi cảm thấy mình như đang ở nhà. Cảm nhận con người ở cốm như thể là người trong gia đình vậy. Tôi nghĩ tôi yêu cốm bởi vì đối với tôi, nó không chỉ về các món ăn mà còn về văn hóa Việt Nam thông qua những câu chuyện ẩm thực, văn hóa mà Phương thường chia sẻ với tôi. Đây là một nhóm bạn người Hà Nội thường xuyên hẹn gặp để cùng đưa nhau về hành trình hoài niệm của ký ức. Trong tâm tưởng mỗi người, câu chuyện về những món ngon Hà Nội quen thuộc như nem, phở bò luôn gợi nhắc tới gia đình và những kỷ niệm tuổi thơ. Họ luôn nói vui với nhau rằng tới đây để chạm vào những mảnh ghép nhỏ quê hương giữa lòng nơi đất khách. Các món như là phở, bún chả là những món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội và làm cho mình cảm giác là bớt nhớ Việt Nam, bớt nhớ quê hương, bớt nhớ gia đình. Anh chị chủ quán đã đặt rất là nhiều tình cảm từ khâu lựa chọn thực phẩm cho đến các gia vị nấu đều là rất là đầu tư chỉn chu, chu đáo, lựa chọn rất là cẩn thận. Mình tìm lại được cái cảm giác mà giống như ngày xưa mình khi mình còn ở Việt Nam. Cảm giác thân quen, không gian gần gũi, giống như bạn bè thân, gia đình và các cái khẩu vị như là mình ưa thích ngày xưa. Tất cả mọi thứ nó đều diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Mình thấy quán rất là đẹp này, decor rất là xinh, màu sắc, hình ảnh vẽ và đặc biệt là món ăn rất là ngon. Mình đã thử nem của quán cốm và bún chả. Mình thực sự rất ấn tượng với bún chả. Bởi vì bún chả ở đây là mình ăn mình thấy rất là ngon, vị ngon giống hệt như mình ăn ở Hà Nội. Giữa kinh đô thời trang nước Pháp, cốm mang đến những trải nghiệm độc đáo, thổi một làn gió mới vào thế giới ẩm thực của Paris, tạo thành điểm đến của bạn bè, gia đình, nơi gặp gỡ, chia sẻ của những câu chuyện cuộc sống. Mình là người gốc Bắc, người sinh ra và lớn lên Hà Nội. Trên là dẫu gì ở đây nhiều rồi nhưng mà vẫn cứ có một cái thú là đi tìm những cái vị của người Bắc. Thì cách đây khoảng 20 năm thì sẽ hoàn toàn không nhiều. Thì đây là một cái quán mà gần như là làm thay đổi cái diện mạo của ẩm thực Việt tại Paris thôi. Đưa thực khách trở về với những câu chuyện thông qua các món ăn do mình sáng tạo nên. Nguyễn Thanh Phương gửi gắm ký ức về Hà Nội ẩn hiện khi là câu chuyện ẩm thực, lúc lại là một bộ phim như Ba Mùa, Người Hà Nội hay bài thơ Bánh Trôi Nước của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Sự sáng tạo được hòa quyện giữa ẩm thực và những lời chia sẻ giới thiệu đã phần nào giúp các thực khách hiểu hơn về văn hóa, lịch sử con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Mình cũng muốn là khách hàng của mình phải có cái nhìn khác đối với cái ẩm thực của Việt Nam nói riêng và ẩm thực của châu Á nói chung. Thực ra thì khi mà mình chọn cái địa điểm này, nó rất là trung tâm. Mình rất muốn được trao đổi văn hóa với những người mà người ta có tình yêu với nghệ thuật và văn hóa. Sau những giờ cao điểm đông khách, chị Phương thường chọn cho mình một góc nhỏ trong quán. Chị tìm đến nghệ thuật và hòa mình vào nó để thư giãn thêm cảm hứng. Mỗi người Việt xa quê hương tìm tới cốm không chỉ để thưởng thức món ngon mà còn mong được tìm về với chính mình, với quê hương, nơi mà trong cuộc sống bộn bề họ luôn giữ trong trái tim mình. Giữa kinh đô ánh sáng, sau khung cửa, một Việt Nam hiện lên rõ hơn qua bàn tay sáng tạo ẩm thực và tấm lòng của mỗi người Việt đang hướng về Tổ quốc.